Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Ba Du Kỳ Năm. Mình là Minh Trí. Như các bạn đã biết, như những video trước mà mình giới thiệu thì những bài môi trường đã được ra mắt tại server Trung Quốc. Mình sẽ mở những bài môi trường để các bạn xem. Đây những bài môi trường nhá. Có tổng cộng 1, 2, 4, 6, 8 bài môi trường. Bây giờ với gần 100 ca gót thì mình sẽ mở để các bạn xem tỷ lệ ra bài nó như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng mở thử tỷ lệ ra bài nhé. Ok, bắt đầu mở đây. Các bạn muốn mình mở đây là gói bài môi trường nha các bạn. Đây, ngoài những con bài môi trường thì cũng có những con bài Uro rất mạnh, những con bài của Yukiudai và những con bài mà mình cũng không biết tên. Mở nha. Mình sẽ mở một lúc 80 gói để các bạn khỏi chơi lâu. Cái game này nó như muốn trêu đùa chúng ta thế vậy. Đang rất hăng máu như vậy nó lại bị lắc. Chúng ta cùng chơi một lát nhá. Thì hôm nay nó vừa update xong nên là có rất nhiều người vào chơi. Nào, 500 lá bài nha các bạn. Nào, cùng xem 500 lá bài nào. Ui, không có gì. Tiếp theo, xin lỗi các bạn nha, thông tin vừa rồi không phải 500 lá bài. Mà khi các bạn mở 50 gói, các bạn sẽ được nhận 500 điểm. Không có gì. Ghét. Như vậy là mình được bài môi trường đầu tiên. Bài môi trường đất đá này. Tiếp nhá. Nhưng trước kia mà tiếp mình xác định được, mình muốn xác định một thông tin. Đó là mở. Như vậy là mở, khi các bạn mở 50 lá bài thì các bạn sẽ được 5 cái bài lục giác này. À, 5 thẻ lục giác. Mình sẽ mở tiếp nhá. Mở tiếp 50 lá. Khi các bạn mở 50 lá, các bạn sẽ được 500 thẻ, 500 điểm để mở thẻ bài và 5 thẻ lục giác. Ui, như vậy được 2 thẻ môi trường và 1 thẻ UR. Súng máy của Bandikit. Thẻ vườn thẻ đôi núi và thẻ ảm của Yugi. Tiếp tục nào. Ui, 1 thẻ UR và 1 thẻ... Thẻ này là của cây cỏ. Để tiên này các bạn ơi. Mở thử một thẻ luôn nhà xem. Con bài rất đẹp. Nhưng để tạc dùng nó là gì. Ok, mở tiếp nhá, là lỡ mở rồi. Ui, như vậy là không được gì, không được gì cả. Như vậy thẻ này khá là chắc các bạn. Cũng đơn giản để mà sử dụng những con bài môi trường đâu. Bây giờ bạn tắt tiền, tắt được 3 ca gót. Như vậy là với lúc này là gần 96 ca gót. Bây giờ hơn 3 ca 5. Và có nghĩa là mình sẽ mở được tổng cộng 100 ca gót nha các bạn. Để các bạn khỏi thắc mắc nhá. Và được một bài môi trường. Bây giờ mình sẽ như vậy tổng cộng là hiện tại mình đã có 28 thẻ lục giác. Như vậy hiện tại mình có thể mua được một con bài ảnh đế hoặc phóng đế. Mình sẽ vào phóng đế để mua. Mình sẽ mua một con phóng đế nhá. Như vậy nếu các bạn có 100 ca gót, các bạn sẽ có tầm khoảng 15 thẻ lục giác. Đây là giá của Trung Quốc nhá. Còn về Việt Nam là tăng cấp 3, cấp 4 luôn thì các bạn đừng bảo là mình là lão nhá. Về lỗi của mình. Ok, mình sẽ mua một bài phong đế. Đây, phong đế nhá. Yes, như vậy mình lại có phong đế, mua bài.
Bọn đội băng con như nhỉ. Đã đưa những con ba bên chọn lựa rất kỳ. Nghĩ đến bỏ con ba boomerang này. Boomerang thật ở Việt Nam người ta là khá mạnh, nhưng mà so với tàu mình nghĩ rằng nó không được mạnh cho lắm. Mình nghĩ bỏ boomerang. Ở bên sơ tàu thì các bạn tự dùng 60 lá ba nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã mở được những con ba pet. Bây giờ cùng tìm hiểu nhá. Nhưng mà tổng cộng mình được mở được 3 lá bài phép môi trường này. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Vừa rồi mình đã mở một video review mở bài thì có bài môi trường. Mình đã mở khoảng 100, gần 100 ca gót. Các bạn hãy chơi xem video mình dịch tổng cộng 8 con bài môi trường đó nha. Và mình sẽ bonus dịch thêm con bài thân ra nữa. Như vậy là video sau mình sẽ dịch 8 con bài môi trường và con bài thân ra nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình.